Bây giờ tôi muốn uh, chia sẻ với các bạn đó, chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu ngày 22 tới tháng 9 năm 2017 có nghĩa là cách đây 4 năm, thì cách đây 4 năm đó ngày 22 tới tháng 9 có nghĩa là đúng 4 năm trước thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái điều là khi các bạn nhìn vào những đồng lớn ở trên Coin Market Cap thời điểm đó thì các bạn thấy được là chúng ta thấy những đồng nào, chúng ta thấy được là lớn đầu tiên đó chính là Bitcoin cũng giống như, như bây giờ. Thứ nhì là Ethereum thì cũng giống như bây giờ, nhưng mà thứ ba là Bitcoin Cash Thứ tư là Ripple, bây giờ gọi là XRP nhưng mà có thể nhiều bạn không nhớ là hồi năm 2017 đó Lúc đó gọi là Ripple chứ không phải là XRP và cái logo là nhìn khác Lý do tại sao mà Ripple trở nên XRP là tại vì công ty Ripple từ lâu đã biết là khả năng họ bị kiện rất là cao cho nên họ đã tìm cách để mà tách rời công ty Ripple và đồng XRP ra làm hai. Kế đó đồng Dash đứng hàng thứ năm, Litecoin thứ sáu, đồng NEM đứng hàng thứ bảy IOTA đứng hạng thứ 8 Monero đứng hàng thứ 9 Ethereum Classic đứng hạng thứ 10 NEO đứng hạng thứ 11 Omisigo đứng hàng thứ 12 Bitconnect như bạn có nên nhớ đây là cái dự án cuối cùng bị sập là dự án lừa đảo à, liên quan tới landing chúng ta tiếp tục thấy list đứng hạng thứ 14 Tether đứng hạng thứ 15 mà khẳng định lúc đó Tether chỉ có 444 triệu mà thôi bây giờ đã là bao nhiêu rồi kế tiếp chúng ta thấy là Qtum đứng hạng thứ 16, Zcash 17, Stratus 18, Wave 19 và đồng Arc đứng hạng thứ 20. Thì khi mà chúng ta nhìn vào những đồng này đó thì cái thông muốn hỏi các bạn đó là có bao nhiêu đồng các bạn yêu thích là còn nằm trong cái danh sách top 20 này. Đây là cái tình hình của năm 2017 cái đây 4 năm là các bạn vẫn còn có thể nhận được một số đồng nhưng mà trở về trước đó 4 năm trước đó nữa có nghĩa là năm 2013 hồi tháng 8 của năm 2013 thì cùng thời điểm này cách đây 8 năm thì lúc đó tình hình như thế nào các bạn thấy được là Bitcoin tiếp tục là đồng đứng thứ nhất nhưng mà đồng thứ 2 không phải là Ethereum tại vì sao tại vì lúc đó Ether vẫn chưa có ra đời lúc đó là Ripple đứng hàng thứ hai Litecoin thứ ba Namecoin thứ tư PPcoin thứ năm Feathercoin thứ Nova Novacoin thứ bảy Primecoin thứ terra Terracoin thứ 9 Infinite Coin thứ 10, thứ 11 là Dev Coin, thứ 12 là Digital Coin, thứ 13 là Free thứ 14 là go coin, thứ 15 là crypto generic coin và thứ 16 là ix coin, thứ 17 là world coin, thứ 18 là mega coin, thứ 19 là ya coin và thứ 20 đó chính là anon coin. Thì khi các bạn nhìn vào tài liệu năm 2013 đó thì lại càng ít đồng hơn chúng ta có thể nhận ra được, thậm chí ban thường cũng không nhận ra những cái đồng này. Thì cái mà thường muốn cho các bạn thấy được đó là tuy là các bạn nhìn lại các bạn nói là những này những đồng gì vậy? Chúng ta không biết, nhưng mà thật ra thời điểm năm 2017 đó, những đồng này là những đồng mà rất được nhiều bạn yêu thích Nhiều bạn tin tưởng đây là tương lai, đây là những đồng mà sẽ tồn tại mãi mãi, đồng Dash Chúng ta có đồng NEM, đồng IOTA, đồng Monero, đây là những đồng mà sẽ đứng cái hạng thấp trong thời gian dài Đây là tương lai OmiseGo, à, nhiều bạn tin vào BitConnect, List, Qtum, Zcash thì cũng giống như bây giờ chúng ta nhìn vào tình hiện tại đó các bạn có thể là rất có đồng tin đối với những đồng như là chúng ta nói thậm chí Cardano gần đây là vào hàng thứ ba Cardano chúng ta thấy đồng Binance Coin, Solana, Polkadot, đồng Dogecoin, Avalanche, Terra vân vân những đồng mà rất được yêu thích ngày hôm nay thì rất nhiều bạn là cũng có cái suy nghĩ tương tự như là nhiều bạn ở năm 2017 khi mà nói tới những cái đồng lớn thời điểm đó cũng như là năm 2013 khi mà nói tới những đồng lớn thời điểm đó các bạn thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó là không ai thật sự biết được tương lai thì trường này đó nó thay đổi liên tục cho nên cái mà anh thường nói với các bạn đó là lúc nào các bạn cũng phải liên tục châm thời gian và liên tục cập nhật thông tin và các bạn cần phải hiểu được là các bạn đang lưu trữ như thế nào và các bạn cần phải lúc nào cũng nghĩ đến một điều đó chính là những đồng các bạn ưa thích bây giờ chưa chắc là sau này sẽ có thể đứng vững trong top 10, top 20 đây là cái sự thật mà thủ mang đến cho các bạn và lúc mà tình hình không ổn đó như là mùa đông kéo đến thì Bitcoin có thể là giảm 80% nhưng mà những đồng kia có thể là giảm lên tới 90-95% các bạn nên nhớ là Cardano khi mà mùa đông kéo đến thì để giảm như thế nào có thể là nhiều bạn không nhớ thì đừng nhắc cho các bạn nhớ chúng ta trở về cái thời gian là Cardano của năm 2017 đi khi mình zoom vào các bạn thấy được là Cardano nhanh chóng trở thành tầm thứ năm của năm 2018 đầu năm đó lên tới mức cao là một đồng 18 sen từ một đồng 18 sen tháng 1 năm 2018 đã đi xuống tới cái mức là các bạn thấy chỉ còn có 14 sen mà thôi của năm 2018 các bạn thấy được là từ một đồng 18 sen xuống chỉ còn có 14 15 cent thôi là đừng nói tới đợt cuối năm 18 mà các bạn thấy được trong cái khoảng thời gian chỉ có 3 tháng thôi thì đã xuống chỉ còn có 14 15 cent đi xuống rất là kinh khủng cho nên chúng ta thấy được là không ai có thể nói được tương lai cảm ơn các bạn cần là liên tục cập nhật thông tin và cần phải có một cái tư tưởng mở tại vì chuyện gì cũng có thể xảy ra và chúng ta cần phải nhìn vào thực tế hơn là nhìn vào những cái suy đoán về tương lai đồng nào sẽ là tốt nhất tại vì không ai biết được đâu các bạn đây là điều mà thầy muốn chia sẻ với các bạn và các bạn mà có lời nhiều đó ở bất cứ năm nào thì điều mà các bạn cần phải suy nghĩ đến đó chính là các bạn cần phải bảo vệ cái lợi nhuận của mình. Có nghĩa là lúc nào các bạn cũng cần phải có một cái chiến lược chốt lời hết. Chúng ta có chiến lược là đầu tư chung bình giá, chúng ta cũng phải có chiến lược chốt lời. Đó là điều mà rất bình thường mà thôi trong thị trường này. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Tại vì tương lai không ai biết được Chúng ta bây giờ hãy nói tới một cái thông tin đó chính là trang web Bitcoin.org là trang web chính thức của Bitcoin đó mà lưu trữ à, những tài liệu chính thức liên quan tới Bitcoin thì trang web Bitcoin.com đã bị hack ngày hôm qua và đã có một cái thông tin mà nhiều bạn cũng quen thuộc đó chính là thông tin là các bạn à, gửi tiền tới địa chỉ ví này đó thì các bạn sẽ nhận được số tiền gấp đôi gấp ba lần tại vì trang web này là đang muốn chi dân cộng đồng thì các bạn thấy đây là những cái cách mà lừa đảo rất là quen thuộc thậm chí mà những bài nào mà thường hay đến cái fanpage của thần capital Các bạn cũng thấy được là mỗi lần thường đăng cái gì hay là đội thường đăng cái gì đó thì bên dưới lập tức có những người sẽ có cái danh tính giả mạo như là thần capital rồi sẽ đưa những thông tin tương tự là gửi đến địa chỉ này các bạn sẽ nhận được gấp đôi gấp ba không hai rảnh mà cho các bạn gấp đôi gấp ba chỉ cần các bạn gửi tiền tới đâu đây chỉ là những cái tin tức lừa đảo mà thôi cho nên các bạn cần phải cẩn thận lúc nào cũng vậy những ai mà nói các bạn gửi tiền đến để nhận được gấp đôi gấp ba thì uh, trên căn bản không có điều đó và thật ra mà nói tại sao lại có rất nhiều những cái sự lừa đảo như vậy tại vì các bạn thấy được là rất dễ dàng người này cũng đã kiếm được 17.000 đô la khi mà lừa đảo như vậy trong khi mà rất nhiều người nhận được đây là lừa đảo nhưng mà vẫn có người tin đây là sự thật đây là điều mà rất đáng tiếc cho nên thường muốn mang đến để các bạn hiểu thêm và một trong những điều mà thường thấy là đối với cộng đồng người Việt đó thì rất là thích sử dụng cái từ scam như là lừa đảo thì bất cứ những gì mà chúng ta không thích thì thường hay các bạn thường hay dùng cái từ scam nhưng mà thật sự không phải cái gì cũng là scam đâu. Scam nghĩa là lừa đảo. Còn các bạn thấy được là một cái gì đó có thể là thất bại không có nghĩa là lừa đảo giống như là các bạn thấy là một người nào đó nếu như mà họ gây dựng một công ty ma đi thì công ty đó khi mà lấy tiền các bạn xong rồi biến mất thì đó là những công ty lừa đảo nhưng mà ngược lại nếu như một người nào đó kêu gọi vốn để mà làm ăn họ mở một cái nhà hàng nhưng mà họ làm ăn thất bại rồi sau đó họ bị phá sản thì không có nghĩa là lừa đảo đâu hai cái khác nhau họ cố tình để mà lấy tiền các bạn hay là họ lấy xong rồi họ mở một công ty thật sự là muốn kiếm lợi nhuận nhưng mà thất bại thì hai cái đó là khác nhau hoàn toàn, cho nên đây là cái điều mà thường thường hay thấy mọi người sử dụng cái từ này khi mà chúng ta nhìn thấy bất cứ một thông tin gì thì điều đó là scam, không phải là thông tin gì cũng là scam đâu. À, có thể là các bạn thấy được là một cái sàn có thể là bị phá sản vì những lý do chính đáng, họ đưa ra những cái chiến lược sai lầm, cho nên dẫn đến phá sản, thì không có nghĩa là scam. Đây là điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin ngắn khác. Đây là thông tin liên quan đến Kraken. Thì cũng giống như là thông tin liên quan đến công ty. Twitter mà thường chia sẻ với các bạn Kraken thì sẽ cho khách hàng của họ Tiếp cận với lại cái cách thanh toán Không qua cái ứng dụng Kraken của họ Để mà sử dụng Apple Pay và Google Pay Nghĩa là những người mà tham gia vào Sàn Kraken này có thể dùng Google Pay và Apple Pay Để mà mua crypto Và đương nhiên là cái giới hạn vẫn còn ở đó Nhưng mà đây cũng là một cách để cho nhiều người tiếp cận hơn Tại vì rất nhiều người có Apple Pay và Google Pay Kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin đến từ Bitcoiners Thì đây là một thông tin nó cũng khá là thú vị Tại vì lúc nào chúng ta cũng nghe nói tới là crypto dành cho những cái người lừa đảo Dành cho những dịch vụ lừa đảo Nhưng mà chúng ta thấy được là sang Binance Thì thông tin ngày hôm nay đó là vì cái cách hoạt động của sang Binance Họ đã phát hiện được là một số những địa chỉ ví nằm trên cái danh sách OFAC Có nghĩa là những người mà liên quan đến tội phạm tài chính đó, Thì nằm ở trong cái địa chỉ ví của sàn của họ và họ đã thông báo với lại những cái người cầm quyền và cũng đã xử lý được những cái địa chỉ ví này có nghĩa là sàn Binance đã hỗ trợ những đơn vị để mà đóng băng những cái tài khoản mà họ muốn đóng băng liên quan đến những cái tội phạm tài chính đây là cái tài liệu mà mình thường cảm thấy là rất thú vị chúng ta thấy là sàn Binance là cuối cùng là một trong những đơn vị mà giúp đỡ những người mà chấp pháp của Hoa Kỳ kiếm được những cái số tiền thông qua sàn của họ để mà rửa tiền. Một tài liệu khác nên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là một trong những cái tài liệu ngày hôm nay cũng được nói đến đó chính là một người tên là Michael Hsu. Thì đây là cái người mà thay thế Brian Brooks. Các bạn có nên nhớ là Brian Brooks là cái người mà đứng đầu của một đơn vị gọi là OCC hay hiểu đơn giản đây là cái đơn vị mà quản lý những ngân hàng của Hoa Kỳ. Thì sau khi mà Brian Brooks rời khỏi đó rồi đi làm việc cho sàn Binance US Thì sau đó chúng ta có là Michael Sue Thì Michael Su à, hôm nay đó có một lời phát biểu liên quan tới DeFi Thì chủ yếu là chăm biếm DeFi nói DeFi là Fool's go Có nghĩa là chỉ có những người mà ngu xuẩn mới cảm thấy đây là vàng mà thôi Thì chúng ta thấy được đó là cũng như thường chia sẻ trước đây Các bạn đừng hỏi taxi về Uber có tốt không các bạn đừng hỏi siêu thị về Amazon có tốt không các bạn đừng hỏi khách sạn về Airbnb có tốt không các bạn đừng hỏi OCC là DeFi có tốt hay là không các bạn đừng hỏi thuận đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và đây là tất cả những cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những mạng soi cũng nè các ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin chính thức như là các bạn có thể tìm hiểu telegram channel facebook và twitter cũng như là những nơi nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì cũng nên tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là các bạn có thể nhận được giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể giảm 5% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là những bạn nào mà muốn nhận được những cái bonus á, thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Fashion Moon XBT cũng như là sàn Bybit và các bạn có thể nhận được bonus như là các bạn nhìn thấy trên màn hình cũng như bấm vào cái nút màu vàng để đăng ký rút tín hiệu trade miễn phí cũng như là các bạn có thể tìm tìm hiểu những bonus đến từ sàn Ascendiax, sàn Namroy Global và sàn Fearhub. Những nơi nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như là những ứng dụng như là ứng dụng BlockFi, đây là ứng dụng landing có lãi và các bạn vẫn được bonus lên tới 250 đô và Crypto One đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ mà chúng ta thường hay sử dụng. Một lần nữa Thuận cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.